Hello mọi người, lại là mình đây. Thì ok mọi người, hôm nay nó có cái event, đó chính là cái event Blog Food cập nhật mới á mọi người. Thì mọi người đi ấn vào cái con NPC này nè mọi người. Nó sẽ cho mọi người vài cái nguyên liệu này. Mọi người đi nhặt rương nha mọi người. Đấy, xong mọi người sẽ vô đây và đổi mật phẩm nha mọi người. Rồi cái này là game pass Switch Brut, mình không biết là nó có vĩnh viễn hay không nữa mọi người. Mọi người thử nha, và mỗi lần một tiếng mọi người chỉ lượm được 100 cái thôi mọi người. Ok, đó là cái event nha. Thì video này thì mình chắc chắn là không phải rồi. Và trong đây nó đang bán, đó chính là trái human mọi người, trái Phật tổ đó mọi người. Ok, thì mình đang có 17 triệu Belly và mình đã chơi chán trái mắc mai rồi. Ok, mình sẽ mua luôn trái Phật tổ nha mọi người. Đấy, thì mình mua luôn trái Phật tổ nha mọi người. Mình sẽ biến mọi người lên nè. Đấy, thức tỉnh V2 rồi nha mọi người. Ok, thì trái Phật tổ này farm rất là mạnh nha, cho mấy bạn nào chưa biết nha. Farm vừa farm mạnh là vừa solo PVP cũng ok mọi người. Ok, giờ mình thử random. Random nó cũng đổi người nè mọi người thấy không? Đổi người random luôn. Đây cái gì đây? Trái trọng lượng nha mọi người, trái ngon nhất luôn. Ok, ngon gì đâu mà nó ngon. Ok, mình sẽ vứt nhá, lưu trữ đi. Mình chưa có mọi người, lưu trữ không mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi reset chỉ số nha mọi người, để mình chơi kiếm Yuru nè, kết hợp với Yuru nè mọi người. Đấy, cho nó mạnh ha. Mình sẽ thử coi đi PVP đồ các thứ á. Mọi người đợi mình nha. Và vật tổ V2, ngoài tầm đánh xa ra thì nó còn trâu nữa mọi người. Nó trâu này, xong nó đi được dưới nước nữa mọi người, rất là ngon ha. Nhưng thì có điều là hơi lâu thôi mọi người, nhưng mình có tập một cái là mình bơi cho lẹ mọi người, hơi lâu á. Ngon quá ta, tự nhiên nó mở bản thu mình luôn mọi người. Mình chơi mắc ma thì ngoài đi farm Cbiz ra thì BBB xài chiêu các thứ đã thì nó cũng không sướng lắm. Mà mình toàn chơi xài kỹ năng, mà bây giờ mình muốn click thôi, click là chém thường thôi. Lại cái Yoru của mình nữa nè, không lẽ Yoru của mình thường mọi người, mình không chơi luôn á. Có mà mình không chơi luôn mọi người. Kiếm chỉ số ấy, chỗ nào reset điểm ta, mình quên rồi. À, ở chỗ cái cầu mọi người, mình quên 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 nhầm nhầm, lú 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 đi, mình quay chỗ đi ra chi trời. Hắc kiếm nè, hắc kiếm vô ru nè, hắc kiếm mà đi với hung mình hất tỉnh với hai nữa thì quá cháy một chết rồi mọi người, cháy như FIFA luôn á, giật giật á. Ok, sắp tới rồi mọi người. Đợt con sóc hen ben là cái gì đây mọi người? Hình như là nó reset đó mọi người. Nhặt hương nè, nhặt hương. Sao mình nhặt hương đó ta? Nó reset cái mà bán trong shop đó mọi người, mình nghĩ là vậy á. Ok, mình sẽ nói chuyện với nó nha. Đây, giờ mình sẽ nâng lại chỉ số ha. Cận chiến ấy đúng không ta? Đúng. Chết rồi, mình đứng nhầm rồi. Đúng rồi, mình nâng đúng rồi. Cận chiến phòng thủ với lại kiếm nha mọi người. Trái block thì không cần, trái hung mình thì không cần chơi block nha mọi người, tại nó chỉ là biến phật tổ to lên xong rồi đánh thường thôi, đánh kiếm cách thứ thôi. Bật 2 kg lên nè, đấy vô ru đẹp vãi luôn. Rồi mình sẽ thử biến hàng phật tổ chém cái con boss này ra, xong rồi mình vô coi cái shop coi nè. 1-2 cây chưa ta? 1-2 cây là kiếm sáng đúng không? Ok, mình thử chém cái nha. Thấy không mọi người? Rất là lẹ nha. Quá lẹ luôn á. Đâu, để mình vô coi coi. Thì mọi người muốn chơi nhận game pass hay là mấy cái vật phẩm này? Cái cửa nè, thấy trọng lực nè mọi người. Cái này mình không biết là nó có vĩnh viễn hay không mọi người ạ. Thiệt á, nhiều bạn thì nói vĩnh viễn, nhiều bạn thì nói là không. Nhưng mà mọi người, một khi đã mua cái này á là nó sẽ ăn vô trực tiếp cho người mọi người nha. Đó là mọi người sẽ mất trái quỷ hiện tại luôn á. Ok, nói chung là chủ yếu là mình mua trái của mình
phải lại không rồi, kết hợp với Yuru thì quá cháy bù chết luôn mọi người ơi. Không có bạn nào BBB mình nhỉ. Thôi thì chắc clip mình cũng xin kết thúc ở đây thôi mọi người. Đó, mình vừa nói cho mọi người biết cái event thôi. Cái event rồi cái Phật rổ quay trở lại và mình mua thôi mọi người. Chứ mình cũng không biết làm gì nữa mọi người. Ok, thì mọi người thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ và một comment nhá. Ok, cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhá. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ làm sự kiện nha. Nếu mà ngon thì mọi người húp nha. Còn mình bận rồi, mình bận đi học rồi, giờ mình không làm được rồi. Mình làm video xong mình đi học luôn á mọi người. Hẹn mọi người vào buổi tối nha. Buổi tối hàng ngày mình sẽ livestream bên kênh Hưng Đen Roblox nha mọi người. Còn kênh Hưng Đen Xì này thì mỗi ngày sẽ có một video cho mọi người coi nhá. Ok mọi người, hãy mình xin năng không, mình xin năng để không ngàn kẹp ngân để có một ngày nào đó mình sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn. Ok mọi người, thì mình sẽ kết thúc clip ở đây thôi. Ok, bye bye mọi người nha.